Xin được chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Tiếp tục ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn những thông tin mới nhất liên quan tới cháu Đạt hiện tại thì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhưng trong buổi chiều ngày hôm nay thì một thông tin rất là vui khi mà tất cả mọi người chúng ta sẽ phải ngỡ ngàng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì trong buổi chiều ngày hôm nay tất cả gia đình cũng như các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã di chuyển cháu Nguyễn Hoàng Đạt về tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để tiếp tục theo dõi và điều trị cái bệnh tình của cháu. Hiện tại thì thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng đã có những cái liệu trình, cũng đã có những phác đồ điều trị. Tuy nhiên thì cháu cũng có những cái tích cực và khả quan hơn. Thế nhưng trong dấu hiệu gần đây thì cũng có một số những cái biến chuyển liên quan tới nhiều cái bệnh tình của cháu, thì là tất cả mọi người cũng đã, bệnh viện cũng đã góp ý và sau đó cũng họp lại. Thì hiện tại chiều nay ngày 20 tháng 5 đã đưa cháu cùng với tất cả mọi người chuyển cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương để tiện theo dõi cũng như trang thiết bị rồi tất cả mọi thứ chắc chắn là sẽ nhiều cái nó tốt hơn. Thưa quý vị, thì mọi người ai cũng băn khoăn, ai cũng rất là lo lắng khi mà không biết là tình hình sức khỏe của cháu Đạt như thế nào. Nhưng hiện tại thì đây là một cái dấu hiệu, đây là một cái thông tin rất là vui khi mà tất cả mọi người chúng ta nhận được những thông tin này. Bởi lẽ trong khoảng thời gian này thì cháu Đạt cũng có một số những cái nó liên quan tới cái bệnh tình, tức là về cái đường khí thở, cũng có một chút liên quan tới cái bệnh viêm nhiễm. Thì cũng cháu cũng đã chuyển cái phần, tức là chuyển thức ăn xuống khu vùng bụng trực tiếp vào dạ dày để tiện cho cái việc ăn uống của cháu. Và các bác sĩ cũng đã khắc phục hết sức có thể, bởi vì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì như quý vị cũng đã biết là hiện tại cũng đã điều trị cho cháu hết sức có thể rồi. Và tất cả mọi người cũng đã cùng nhau họp lại và cuối cùng là đưa cháu xuống tới Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để mà tất cả các cái trang thiết bị, máy móc thì để cho tiện theo dõi cháu hơn. Thì đến lúc này đây thì mọi người cũng đã biết là cái tình trạng sức khỏe của cháu thì chưa có gì khả quan lắm. Thế nhưng mình mong rằng sẽ đưa cháu về đó sẽ có được những cái tiến triển nhất định về sức khỏe để cho tất cả mọi người chúng ta có thể vui, chúng ta có thể mừng khi mà được về một cái bệnh viện mà nó nhiều cái trang thiết bị hơn, nhiều cái bác sĩ giỏi hơn để mà trực tiếp sẽ điều trị cho cháu. Thì trong cái nỗi lo của gia đình cũng như nỗi lo của quý vị khán giả thì gần đây các quý vị cũng đã biết là ở khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng như là tất cả các mọi người đang quan tâm thì ai cũng lo. Thế nhưng hiện tại thì hiện tại đến bây giờ thì cũng đã rất là mừng khi đã biết được cái tin đó. Và những cái hình ảnh mình sẽ cung cấp cho các quý vị thực chất là cái hình ảnh có thực hay không thì mọi người sẽ được biết, vì là hiện tại thì tất cả gia đình cũng đã chuyển hết đồ đạc cũng như là mọi quân tư trang, cái gì liên quan tới cháu Đạt thì cũng đã chuyển đi xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để tiện cho cái việc theo dõi cháu. Thì qua cái quá trình mà các quý vị cũng biết là cái quá trình tức là gia đình của phía mà hại cháu ấy thì hiện tại thì cũng chưa nắm bắt được những thông tin gì. Nhưng ở cái khu vực mà hiện tại những đình lệ mật thì cũng đã có rất nhiều những thông tin là cháu Đạt đã đi học bình thường. Đó là một cái vấn đề mà rất là nhức nhối và khiến cho toàn thể dư luận cũng đang rất là xôn xao, đang rất là bức xúc khi mà nghe được những tin đó. Hiện tại thì cháu thì còn đang cấp cứu, mà cái khu vực gần cái chỗ cháu bị hại thì lại là cho rằng là cháu vẫn đã khỏi bệnh và đã đi học bình thường. Đây là một cái điều mà không ai mong muốn. Thế nhưng mà với cái nghị lực, với cái cố gắng của gia đình, cái cố gắng của mẹ cũng như của bà, của bác, thì hiện tại thì sức khỏe của cháu trong cái tình trạng này thì chúng ta cũng cho rằng là góc độ là cũng đang trong cái góc độ là cũng tạm thời ổn định thôi. Mọi chỉ số thì vẫn rất là tốt. Chiều nay trước khi mà đưa cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương thì cũng kiểm tra tất cả mọi thứ trước khi đưa cháu lên xe để mà đưa cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương, thì mọi chỉ số vẫn diễn ra bình thường, huyết áp rồi là nhịp tim các thứ của cháu vẫn bình thường. Tuy nhiên thì cái não của cháu nặng thì là chưa tỉnh được. Thế cho nên là các bác sĩ cũng quyết định, đó, tất cả các bác sĩ Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng đã quyết định họp lại và bàn nhau
cũng chuyển viện cho cháu để cháu sẽ có được một cái môi trường tốt hơn, có được những bác sĩ giỏi hơn để mà điều trị, mong sao cháu sẽ được khỏi bệnh và sẽ được trở về với gia đình, là tiếp tục sum họp với gia đình của mình. Thưa quý vị, thì cái điều mà các quý vị rất là mong muốn đó là cái điều mà chuyển viện cho cháu, đúng không ạ? Ngay từ cái lúc đầu thì thật sự theo mình thì chuyển bệnh viện cho cháu thì có lẽ là đến bây giờ thì có lẽ là cái tình huống nó sẽ khác đi. Thế mà thôi, đến bây giờ chuyển viện cũng là tốt rồi, thưa quý vị. Cháu vẫn đang ở trong cái tình trạng là bình thường, thì là mong sao những cái phép màu nào đó sẽ đến được với cháu Đạt để mà các quý vị khán giả sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Thì Vượng Hạnh TV cũng mong rằng các quý vị khán giả trong và ngoài nước sẽ liên tục hỗ trợ cho cháu bằng cách chúng ta niệm Phật, để mong rằng có một cái phép màu nào đó sẽ đến được với cháu Đạt để cháu sẽ vượt được qua cái kiếp nạn này, sẽ được tai qua nạn khỏi. Tuy rằng mình liên lạc với mẹ cháu thì cũng không được, nó thật sự quý vị đó, mình liên lạc với mẹ cháu không liên lạc nổi, và nhắn tin thì mẹ cháu cũng không nhắn. Đây là một cái điều mà chúng ta cũng rất là buồn, khi mà chúng ta cũng rất muốn quan tâm, muốn biết và muốn được biết được cái thông tin nó rõ ràng hơn, thì chúng ta cần phải điện cho người nhà của cháu, nhưng mẹ cháu thì không cung cấp thông tin. Thế nhưng rất là may thì Vượng Hạnh cũng đã nhờ được một vài người cũng đã nắm bắt được những thông tin này, và để mà cập nhật gửi gắm đến quý vị khán giả, mong rằng quý vị khán giả sẽ đồng lòng, đồng tình cũng như là ủng hộ cho mình, để mình tiếp tục có những cái động lực lớn mạnh hơn nữa, để mình có được những cái thông tin tốt hơn, sớm hơn để gửi gắm đến quý vị khán giả. Thì mong sao các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ cố gắng hết sức, sẽ cố gắng để mà cái tay nghề của mình, để cố gắng điều trị để mà cứu được cháu Đạt trong cái khoảng thời gian này. Bởi lẽ là ai ai cũng mong cái điều này, ai cũng mong muốn cháu tỉnh lại, để cuối cùng chúng ta sẽ xem cái người mà hại cháu sẽ phải trả giá đến góc độ nào. Bởi lẽ là quý vị phải biết là một chàng trai có 14, 15 tuổi, thật sự là chúng ta cũng cảm thấy rất là thương, chúng ta cảm thấy rất xót xa, xúc động khi mà một cậu bé như vậy, đẹp trai khôi ngô như vậy mà hiện tại đang phải chịu một cái điều mà không ai mong muốn, đó là hơn 2 tháng nay rồi cháu bất tỉnh mà cũng không có một cái ngày nào gọi là các quý vị khán giả có thể được yên lòng, nếu như những người đang theo dõi cháu Đạt. Thì cũng mong sao trời Phật sẽ phù cho cháu, sẽ độ cho cháu sẽ được tai qua nạn khỏi trong cái thời gian này. Thì trong cái mấy cái thời gian trước thì thật sự là cứ nghĩ rằng là cháu sẽ tỉnh lại, cứ nghĩ rằng là cháu sẽ sớm tỉnh lại được, bởi vì những cái biểu hiện của cháu rất là tốt, những cái biểu hiện của cháu thật sự ai cũng mừng, bởi vì xuất hiện rất là nhiều những cái cử chỉ hành động nhỏ. Thế nhưng hiện tại thì đến khoảng thời gian này thì những cái hành động đó nó lại bớt đi, mà chúng ta lại càng ngày càng lo thêm. Cho nên là các quý vị, mình biết là các quý vị lo rất nhiều, các quý vị hãy hoan hỷ tiếp tục ủng hộ cho cháu Đạt cho mọi người, và các quý vị cũng hãy bình luận và để động viên. Thôi thì cái chuyện gia đình của cháu thì chúng ta cũng không nói đến nữa, chúng ta chỉ quan tâm đến sức khỏe của cháu Đạt thôi. Thì mong quý vị chúng ta hãy bình luận những cái bình luận nó thật là tình người, để mà dành riêng cho mẹ cháu, để mẹ cháu có thể có thêm những cái động lực để chăm lo cho cháu, và mong cháu Đạt sẽ sớm được tỉnh lại. Thì bây giờ cái chỗ dựa vững chắc nhất của cháu đó là mẹ và bà thôi. Thực sự ra cũng chẳng còn ai quan tâm đến cháu nữa, thưa quý vị. Cha cháu thì cũng đã mất được mấy năm rồi. Thì cũng mong rằng là thôi thì cháu gặp thầy, gặp thuốc, tai qua nạn khỏi, để mà về tới Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ được các bác sĩ giỏi ở đó sẽ cố gắng hết sức mình để cứu được cho cháu Đạt. Mong sao các quý vị sẽ ủng hộ cho mình nhé, để mình sớm cập nhật được những thông tin sớm nhất, hữu ích nhất để gửi gắm đến quý vị và các bạn trong mọi nước. Thì trong ngày hôm nay mình cũng xin cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Trong suốt cái thời gian vừa qua, quý vị và các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi kênh của Vượng Hạnh và ủng hộ cho mình rất nhiều. Xin chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, gia đình được hạnh phúc và luôn được bình an trong cuộc sống. Mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ, và cũng như đừng quên nhấn chuông để mà ủng hộ cho Vượng Hạnh TV để tiếp tục mình cập nhật những thông tin mới nhất gửi gắm đến quý vị. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.